chào quý vị và các bạn nha. Quý vị và các bạn đang thưởng thức kênh test âm thanh của cửa hàng Audio 7 An Giang. Buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm, nhớ chuyện xưa vào đời. Đường phố vắng đêm nào quen một người mà yêu thương, chốn trao nhau trọn lời. Để rồi làm sao quên, biết tên người quen, biết nẻo đi đường về. Và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên. Nửa đêm lạnh qua tiếng giữa đường phố hoa đèn, có người mãi đi tìm, một người không hẹn đến mà tiếng bước buồn thêm. Tiếng này hoài công để người không gặp nữa và nỗi giấc mơ xưa. Ngày buồn dài lê thê, có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, làm dễ bước qua sông len vào hồn, làm khô môi biết bao nhiêu lần rồi. Đời còn nhiều bâng khuâng, có ai gì thương góp nhặt tâm tình này, gửi những đến cố nhân mua nụ cười và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi. Đây là đôi Pioneer CS655 nha quý vị, 325 nhưng đánh rất gay. Đang ghép với con súp điện Sony SA W30 bass 30 cm. Đấy, tắt súp rồi nha quý vị. Đây, có súp vào đánh nghe nó mềm mại hơn, nó sâu lắng hơn nha quý vị. Con súp này rất là đẹp. Thì con súp này bass 30 nha. Chắc con sắp này thì bên em thanh lý ra với giá 4.8 triệu thôi vậy. Hôm nay thanh lý luôn 4.8 triệu thôi nha. Còn đô la này giá 5 triệu